là trong quá trình sản xuất thì bạn dùng thịt của nha đam và bạn bỏ vỏ, và cái vỏ của nha đam, đặc biệt là nhựa nha đam, thì nó là một yếu tố gây hại cho môi trường. Vậy thì cái dự án của bạn thì nó có thực sự là bền vững hay không ạ? Xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn thì vô tình nó lại nằm ngoài sự dự tính của tụi em. Xin mời thành viên sẽ đặt câu hỏi bước lên. Bây giờ bạn sẽ lựa chọn hai thành viên của Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em xin chọn hai bạn ngồi cùng ở bên anh này. Em biết ngay mà. Tại vì em nghĩ là do các bạn nhìn thấy em có lẽ là một người khá là ít nói, nhưng mà thực chất thì em đã chuẩn bị rất là kỹ cho tất cả những câu hỏi của các bạn, nên là chắc chắn là các bạn hỏi kiểu gì thì em cũng trả lời được thôi, nên là đó là lựa chọn rất là sai lầm của các bạn. 30 giây đặt câu hỏi của trường Đại học Tài chính Marketing, xin được bắt đầu. Theo chúng tôi được biết thì có một loại mang bọc thực phẩm đến từ các sinh viên của một trường đại học là làm từ vỏ chanh dây cũng như là thanh long đỏ, và nó có tính năng là phát hiện đồ ăn ôi thiêu thông qua việc nhận biết độ pH thông qua cái mang bọc thực phẩm đó là nó sẽ đổi màu. Vậy thì cái sản phẩm đến từ nha đam của các bạn thì có những tính ưu việt gì hơn so với cái sản phẩm đó? Câu hỏi thứ hai là trong quá trình sản xuất thì bạn dùng thịt của nha đam và bạn bỏ vỏ, và cái vỏ của nha đam, đặc biệt là nhựa nha đam, thì nó là một yếu tố gây hại cho môi trường. Vậy thì cái dự án của bạn thì nó có thực sự là bền vững hay không ạ? Xin cảm ơn. Câu hỏi của bạn thì vô tình nó lại nằm ngoài sự dự tính của tụi em. Tụi em cũng đã lên trên mạng và lên trên Facebook cũng như là các trang mạng xã hội để mà tìm hiểu về cái việc làm nha đam từ sản phẩm từ thiên nhiên như thế này. Và 30 giây trao đổi đã kết thúc. Bây giờ các bạn có tổng cộng là 1 phút 30 giây để trả lời. Mang bọc thực phẩm chiết xuất từ nha đam thì điểm ưu việt của nó là, thứ nhất, có tính kháng khuẩn cực kỳ cao. Thứ hai, và nó có khả năng phân hủy sinh học. Nó khác với lại mang bọc thực phẩm bằng vỏ chanh là bởi vì là nha đam nó có tính kháng khuẩn cực kỳ cao hơn hẳn so với các mang bọc thực phẩm hữu cơ khác. Bên cạnh đó thì cái việc phân hủy nhanh của các mang bọc hữu cơ chắc chắn sẽ không có bằng được mang bọc thực phẩm chứa nha đam. Bên cạnh đó, nha đam cũng được một bài báo nghiên cứu chứng minh rằng nó có thể bọc được thực phẩm lâu hơn so với những mang bọc hữu cơ khác, lâu hơn khoảng 2 ngày. Còn về câu hỏi thứ hai của bạn thì là về vỏ nha đam, thì đúng là vỏ nha đam của tụi mình hiện tại là tụi mình sẽ bỏ đi, nhưng mà bản chất vỏ nha đam vẫn là thiên nhiên, vẫn là thuộc về hữu cơ, nên là khi mà thải ra môi trường nó cũng sẽ có thể phân hủy được. Bởi vì ngay từ đầu thì tụi mình cũng có suy nghĩ tới cái vỏ nha đam tụi mình sẽ thực hiện gì, nên là tụi mình rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đó cũng sẽ là việc mà tụi mình sẽ cố gắng nghiên cứu về sau này. Hết giờ. Chúng ta có thể thấy là phong cách của các trường khu vực phía Bắc và phía Nam rất khác nhau đúng không ạ? Phía Bắc thì họ sẽ đặt câu hỏi rất nhanh, thậm chí là trong 30 giây thôi đặt có thể được 4 câu hỏi. Bền vững của dự án của các bạn ở đâu khi thời đại công nghệ có quá nhiều công cụ hỗ trợ? Nhưng mà ở miền Nam của chúng ta có cảm giác như là từ tốn hơn, chỉ 2 câu thôi à. Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên nào sẽ bước lên và tận dụng 30 giây của mình để có thể đặt ra những cái vấn đề dành cho trường Đại học Tài chính Marketing ạ? Xin chọn bạn nữ ngoài bìa và bạn nam ở giữa. Thì em ấn tượng hai bạn đó từ cái vòng sân khấu hóa. Khi mà trả lời với lại ban giám khảo thì tụi em cảm thấy có một cái sự rụt rè trong mắt các bạn. Thật sự là tụi em đã đặt sắp xỉ 20 câu hỏi. 30 giây đầu câu hỏi xin được phép bắt đầu. Điều đầu tiên thì mình muốn hỏi các bạn là làm sao để các bạn có thể phân loại rác thực phẩm trong cái rác sinh hoạt gia đình, bởi vì không phải gia đình nào cũng sẽ có thể phân loại rác tại nguồn. Và dự án của bạn thì nó sẽ phân hủy được tất cả các loại thực phẩm hay chỉ là một số loại thực phẩm như là trái cây thôi, hay là chỉ là thủy sản thôi như vậy? Và mình muốn hỏi là liệu các bạn đã có khảo sát những hộ gia đình về cái việc mà phân hủy các loại rác thực phẩm như vậy chưa? Hết giờ. Hết giờ ạ. Dạ rồi ạ. Những cái câu hỏi đó là đã nằm trong những dự tính của em rồi. Ngay bây giờ các bạn có 1 phút 30 giây để trả lời những câu hỏi. 1 phút 30 giây bắt đầu. Dạ, mình xin cảm ơn câu hỏi của trường đại học Bách khoa. Thì câu đầu tiên của mình là bạn hỏi là có phân loại rác thực phẩm ở các hộ gia đình hay không. Thì theo mình là ở quê mình là ở Phú Yên thì rõ ràng là ba mẹ mình là hay các hộ gia đình khác đều là rõ ràng đều là phân loại rác thực phẩm, tận dụng thực phẩm đó để mà tạo ra nguồn lợi nhuận. Mình xin trả lời câu hỏi số 2 của bạn là cái mô hình ruồi lấy đen của mình đó thì nó sẽ có phải là nó tiêu thụ được hết tất cả các loại rác hữu cơ không? Thì câu trả lời của mình đó là nó sẽ tiêu thụ được những loại thực phẩm mà chứa phần sinh khối hữu cơ, còn những cái phần sinh khối vô cơ thì nó sẽ không tiêu thụ được. Nhưng mà ví dụ như là
cá đi thì nó sẽ ăn hết phần thịt và chừa lại phần xương, và ở cái phần xương này á hầu như là ít gây hại tới môi trường. Và cái việc khảo sát hộ gia đình thì hiện nay nhóm mình đó đã liên hệ với ba hộ gia đình. Ở thứ nhất là một anh ở Bình Thạnh, MBT quận 7, và một hộ gia đình quận 3, và họ đã tiến hành nuôi mô hình này rồi. Hết giờ. Vừa kịp lúc à, vừa kịp lúc à. Xin một lần tràng pháo tay để chúc mừng cho hai đội thi của chúng ta đã hoàn thành phần thi tranh biện vừa rồi ạ. Sinh viên thế hệ mới chính là một thế hệ mà biết cách tranh biện, biết cách thể hiện những cái suy nghĩ của mình, và đồng thời biết tư duy phản biện. Câu hỏi của đội trường đại học Bách Khoa cho trường đại học Tài chính Marketing thì tôi nghĩ là câu hỏi này hóc búa hơn, bởi vì các bạn đã đặt ra một cái vấn đề rất là khó của Việt Nam. Từ nhiều chục năm nay chúng ta đã nói về dự án 3R, tức là phân loại rác tại nguồn. Như không có được những cái công cụ hỗ trợ cần thiết thì các gia đình sau khi phân loại rác tại nguồn xong họ lại ném luôn vào cùng một chỗ. Còn trường Tài chính Marketing thì cũng có những cái câu trả lời tôi nghĩ là rất là chân thật. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải vượt qua được cái vấn đề này hơn nữa. Về phía câu hỏi của Bách Khoa dành cho các bạn thì lại hơi dễ, cho nên là cái phần trả lời dường như nó nằm trong chính tất cả những cái nghiên cứu của các bạn rồi, cho nên các bạn vượt qua nó không quá khó khăn. Thứ hai nữa đó, một lời khen dành cho các bạn, bởi vì các bạn nghiên cứu rất sâu về dự án của đối phương. Và thông qua cái việc nghiên cứu đấy thì các bạn đặt những câu hỏi rất là sắc sảo. Tôi nghĩ đó là một cái điểm cộng, bởi vì mình phải hiểu về đối thủ của mình, đúng không? Tuy nhiên như tôi đã nói đó, là một cái nhà đầu tư thì họ quan tâm đến các con số. Và các bạn cũng nói rằng là đã thuyết phục được 3 hộ gia đình, phải không ạ? Và nếu mà nhiều hơn thì tôi nghĩ là sẽ thuyết phục nhà đầu tư hơn. Thế còn đối với Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh thì dự án của các bạn là một dự án rất hay. Bởi vì bản thân cái sản phẩm gọi là Nha Đam nó đã nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ. Cũng hy vọng và trong tương lai ấy, thì các bạn sẽ hoàn thiện dự án của mình nhanh hơn. Tranh luận không nhất thiết là phải trả lời được, mà còn là tìm đến sự đồng thuận. Chúng tôi đánh giá cao việc các bạn tìm ra được một lợi thế, nhưng cũng đánh giá cao không kém khi các bạn nhận thức được hạn chế của mình. Và tôi nghĩ là các bạn đều có thể sử dụng ngay chính chất liệu của hai câu hỏi của hai đội cho cái phần đánh giá tiền khả thi của dự án của mình. Mình nhìn nhận cái sự mà phản biện này nó thực sự rất giống khi mà mình đi gọi vốn và thuyết phục các nhà đầu tư. Ngoài mục tiêu này, ngoài người nghe là ai, thì cái cuối cùng là phương pháp nào sẽ thuyết phục được những người nghe nó và đạt được mục tiêu của mình. Một là nói thì là mình rất là rõ rồi, nhưng mà thứ hai là cái ngôn ngữ cơ thể, những con số để thuyết phục các nhà đầu tư. Thì mong là những cái lời chia sẻ của mình cũng sẽ giúp phần nào đó cho các bạn trong tương lai.